Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. Hãy bảo họ, tôi cầu xin Rabb, đấng chủ tể của nhân loại, đức vua của nhân loại, đấng thượng đế của nhân loại, che chở tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào lời xúi dục bùa phép rồi lẫn mất. Kẻ đã thì thào những điều tác hại vào lòng người, thuộc loài chình và loài người.